Chào mọi người, mình là Huy Bồ Câu đây. Hôm nay mình có một bạn inbox cho mình, nhờ mình sửa một tấm ảnh cho bố bạn ấy. Bố bạn ấy không có ảnh riêng nên nhờ mình tách từ tấm ảnh chụp chung cả nhà. Nào, chúng mình cùng bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên mình bật Photoshop. Shop mình đang dùng là shop CS3, hay nói chung là shop 10. Sau đây thì bây giờ mình sẽ cúp lại khuôn mặt của riêng của chú ý thôi. Đấy, hơi tối một tí, bây giờ mình sẽ tăng sáng lên chút. Bây giờ mình sẽ khoanh vùng, chọn vùng tối để đẩy vùng tối lên cho nó sáng hơn một chút. Đấy, bây giờ bắt đầu là sáng lên rồi đấy. Bây giờ mình sẽ dùng lại chỉnh màu để cho da chú ý đẹp hơn. Ở đây mình dùng lệnh là Ctrl B cho những bạn nào mà dùng Photoshop. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng Photoshop để cho mặt mịn hơn. Đấy, trong veo, nét hơn rất nhiều. Tăng sáng lên một chút nữa để cho mặt tối. Sẽ tăng sáng lên một chút để cho hài hòa cả khuôn mặt. Bây giờ mình sẽ thực hiện lệnh cắt ghép, bởi vì yêu cầu là làm ảnh chân dung nên thành ra là mình sẽ ghép khuôn mặt của chú ý vào một áo vest. Đây rồi, ôi nhầm, đây là ảnh mộng thỏ. Mẫu mộng thỏ này là mẫu dành cho các cụ từ 80 đổ lên, nhưng không, mình sẽ làm một tấm ảnh nhỏ áo vest. Đây, rất đẹp. Cân chỉnh một tí nha, cho khớp với cả áo vest. Đấy, chuẩn rồi đấy. Ok, chuẩn rồi. Sợi tóc nguyên bản cho chú ý thì cần phải lọc, chứ không thể cắt ghép bình thường được. Bây giờ mình sẽ cho môi chú ý hồng hào thêm một tí để cho có sắc hơn. Chú môi này hơi thâm mọi người ạ. Đây, thêm ít đỏ, thêm ít vàng nữa, thế là hồng hào rồi. Thôi bớt một tí nhỉ, thôi bớt một tí. Ok, thế là cũng xong rồi đấy. Cân đối lại một tí thôi, xem là là mình đã hoàn thành rồi đấy. Mọi người muốn liên hệ chỉnh sửa ảnh, phục hồi ảnh cũ
ảnh từ đen trắng sang màu thì liên hệ với mình nhé, qua page chỉnh sửa ảnh cũ 24/7 hoặc Zalo 0916 55 55 84. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Xin chào.